Ông Hiệp cùng cho rằng, kết luận của cơ quan điều tra trong vụ cháy lớn gần Bệnh viện Nhi Trung ương chưa khách quan. Vì vậy ông sẽ khiếu nại đến cùng. Liên quan đến việc, ông Nguyễn Thế Hiệp, hay còn gọi là Hiệp Khùng, sinh năm 1947. Trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết, ông sẽ khiếu nại đến cùng, vì kết luận của cơ quan điều tra là không thuyết phục. Tôi sẽ khiếu nại đến cùng, kể cả bị truy tố, ông Hiệp nói. Theo ông Hiệp, trước đó vào ngày 15 tháng 11, ông được cơ quan chức năng mời lên thông báo điểm cháy, nguyên nhân cháy. Không đồng ý với kết luận trên, ngày hôm sau, ông gửi bản tường thuật đến Viện Kiểm sát Nhân dân, quận Ba Đình. Sau đó đến ngày 22 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình đã gửi đề xuất khởi tố bị can lên Viện Kiểm sát Nhân dân Ba Đình. Ngày 23 tháng 11, đề xuất này được Viện Kiểm sát đồng ý. Ngày 27 tháng 11, cơ quan công an đến đọc quyết định khởi tố và nói tôi được tại ngoại, nhưng không được đi khỏi địa phương. Nhưng ở tuổi 72 rồi, tôi còn đi đâu được nữa, tiền nong thì cũng chả có, phải sống nhờ vào khu nhà trọ giá rẻ này. Ông Hiệp cho biết, theo ông Hiệp, có hai điểm cơ quan điều tra kết luận chưa khách quan, đó là mẫu vật lấy tại hiện trường và lời khai của nhân chứng. Trong số 20 ngôi nhà bị thiệt hại, thì có 6 ngôi nhà trọ bị cháy hoàn toàn, nhưng cơ quan điều tra chỉ lấy mẫu vật hiện trường ở 2 ngôi nhà là không khách quan, bởi khi đó tường sắt đổ xuống, không phân biệt được là của nhà nào. Ông Hiệp nói, bên cạnh đó, ông Hiệp cho rằng, nhân chứng khai ngọn lửa bùng phát từ nhà ông là không khách quan. Bởi tại thời điểm xảy ra cháy, một người phụ nữ ở phòng 10 tầng 2, nơi cơ quan chức năng kết luận bắt nguồn vụ cháy, chạy xuống báo cho ông Hiệp. Là nhìn thấy khói từ buồng số 11 lùa lại, chứ không phải cháy. Cũng tại thời điểm vụ cháy xảy ra, phòng trọ của ông có ít người. Vì mọi người vào viện chăm con, thời tiết lúc đó không nóng, nên ông Hiệp không bật điều hòa ở các phòng trọ. Được biết, ông Hiệp đã được luật sư Giang Văn Quyết của văn phòng luật sư Tôi Yêu Luật biện hộ miễn phí. Trước đó như đưa tin, vào khoảng 17 giờ 45, ngày 17 tháng 9, ngọn lửa bùng phát tại dãy nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, quận Ba Đình, Hà Nội, khiến hàng trăm người dân hoảng hốt bỏ chạy. Đến khoảng 21 giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên lực lượng cứu hỏa vẫn làm việc đến nửa đêm để khám xét các dãy nhà. Cơ quan chức năng khi đó cho biết, vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng lửa đã thiêu rụi toàn bộ xóm trọ và nhiều cửa hàng kinh doanh ở mặt đường Đê La Thành. Tuy nhiên, 4 ngày sau, người dân phát hiện 2 thi thể trong nhà trọ. Phần thi thể nằm trên lớp tro đen, dưới đống tôn đổ nát. Thuộc phần đất của ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ khu nhà trọ giá rẻ, dành cho bệnh nhân nghèo. Danh tính 2 nạn nhân là vợ chồng chị Hà Thị Lành, sinh tháng 5 năm 1977, và anh Tạ Văn Tính, sinh năm 1977, cùng trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân cháy do chập điện và điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp. Cuối tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để điều tra vụ việc trên. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thế Hiệp, sinh năm 1947. Trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Năm diễn viên bất ngờ trong phiên tòa xử ông Phan Văn Vĩnh. 4 trong số 5 bất ngờ diễn ra trong 13 ngày xét xử đường dây đánh bạc ngàn tỷ có liên quan đến lời khai, tình trạng sức khỏe của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và hai cựu tướng công an bảo kê tổ chức đánh bạc. Những vấn đề này sẽ được hội đồng xét xử lưu tâm xem xét khi lượng hình. Bán cây cảnh mua đồng hồ tiền tỷ. Hôm ngày 19 tháng 11, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị xét hỏi. Trong các nội dung hội đồng xét xử đề cập có việc Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD đồng hồ Rolex, 7.000 USD và hơn 10 tỷ cho các cuộc tiếp khách có sự tham gia của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Giống như quá trình điều tra, ông Vĩnh phủ nhận việc nhận tiền tỷ và tài sản từ trùm cờ bạc. Cựu trung tướng chỉ thừa nhận bỏ ra 1,1 tỷ đồng để mua đồng hồ Rolex của Dương. Tại tòa, thẩm phán truy vấn khi ông Phan Văn Vĩnh khai không kinh doanh bên ngoài mà có tiền tỷ mua đồng hồ hàng hiệu. Lúc này, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát mới nói ông chơi cây cảnh từ 30 năm trước, đến nay có cây trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài lương, bị cáo còn có thu nhập từ cây cảnh, chắc chắn bị cáo không lấy lương mua đồng hồ mà lấy từ tiền bán cây cảnh.
Sau khi định về mua cây cảnh ở Hà Nội, bị cáo sẵn tiền nên trả đồng hồ, chơi cây hay chơi đồng hồ? Bị cáo nghĩ nên chơi đồng hồ. Ông Phan Văn Vĩnh khai chiếc đồng hồ này bị mất trong một lần ông tháo ra để rửa tay ở khách sạn. Bị cáo buộc quanh co đổ lỗi cho người khác, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa là người bị xét hỏi đối chất nhiều nhất trong phần thẩm vấn. Sau đó khi chuyển sang phần tranh tụng, kiểm sát viên lại xin tòa cho quay lại phần xét hỏi đối với ông Hóa để làm rõ động cơ của bị cáo. Ban đầu, Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận công ty CNC của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương là doanh nghiệp Bình Phong. Ngoài ra, cựu cục trưởng C50 cũng khai không được cấp dưới báo cáo về việc CNC vận hành game bài có dấu hiệu đánh bạc trá hình. Điều này mâu thuẫn với lời khai của cán bộ dưới quyền, thể hiện từng bị ông Hóa đe nẹt, can ngăn khi đề xuất xác minh về rớt VIP. Sau khi bị viện kiểm sát đề nghị mức án 7,5 đến 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Hóa bất ngờ thay đổi lời khai. Do mất sự kiểm soát vượt quá suy nghĩ của mình nên tôi đã nói trái với lời tôi đã khai, trái với những việc tôi đã làm. Cựu cục trưởng C50 thừa nhận điều đó đã gây khó khăn đến việc thẩm vấn của hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát. Mong hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát thứ lỗi cho tôi xin nhận tất cả những việc sai của mình. Tôi là thủ trưởng đầu tiên xây dựng hình ảnh đẹp đẽ của người cảnh sát công nghệ, nhưng chính tôi cũng lại là người xóa đi hình ảnh đó, ông Hóa trần tình. Còn luật sư bào chữa cho cựu cục trưởng giải thích, sở dĩ Nguyễn Thanh Hóa có lời khai như trên là do ảnh hưởng của vết thương trên đầu. Năm 1971, trên đường đi bộ đội từ Bình Định ra miền Bắc, đoàn công tác của Nguyễn Thanh Hóa bị máy bay địch tập kích, ông Hóa bị 3 vết thương và còn 3 mảnh lựu đạn trên đầu chưa lấy ra được. Bệnh tật ảnh hưởng đến việc khai báo lộn xộn của bị cáo. Mắc bệnh hiểm nghèo. Bị đề nghị mức án cao nhất trong số 92 bị cáo hầu tòa, 11 đến 13 năm tù, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương nói vô cùng ân hận vì gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín ngành công an, danh dự của gia đình. Là người đứng đầu CNC, Dương xin nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc làm liên đới cán bộ, nhân viên dưới quyền. Tôi kính mong hội đồng xét xử cho tôi được nhận thay mọi trách nhiệm của nhân viên CNC. Kính mong hội đồng xét xử xem xét không áp dụng hình phạt tù cho nhân viên CNC để họ trở về bên gia đình, trùm cờ bạc nói. Trong phần bào chữa, nhóm luật sư của Nguyễn Văn Dương đưa ra các luận cứ mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ. Ngoài các tình tiết cho thấy Dương chủ động khắc phục hậu quả, người bào chữa đề nghị Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ xem xét việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị CNC mắc bệnh hiểm nghèo có mã số 29 suy gan và 32 bệnh lao phổi tiến triển. Luật sư cho rằng nếu hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội, bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo có thể được xem xét tạm hoãn thi hành án. Về việc này, do chưa nhận được bệnh án của Dương nên Viện Kiểm sát nói đề nghị cho trùm cờ bạc đi xác minh tình trạng sức khỏe khi phiên tòa kết thúc. Cựu cục trưởng C50 không biết dùng máy tính. Đề cập đến bối cảnh ông Nguyễn Thanh Hóa phạm tội, các luật sư nói không phải ngẫu nhiên Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao được lập công ty Bình Phong. Thời điểm thành lập, C50 chỉ có 30 người, chủ yếu là cán bộ điều tra về tham nhũng, không có chuyên môn về mạng viễn thông. Ngay cả cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa đến nay vẫn không biết sử dụng máy vi tính, vừa học vừa làm. C50 cần kết hợp với đối tác để phát hiện tội phạm mạng. Theo người bào chữa, đây là lý do có sự hợp tác với CNC. Quá trình đối chất và thẩm vấn công khai tại tòa, cấp dưới của ông Hóa khai rằng khi làm báo cáo trình tổng cục và lãnh đạo bộ, cựu cục trưởng không đánh máy mà phải nhờ cấp dưới. Chính ông Hóa cũng thừa nhận, khi được giao xây dựng lực lượng cảnh sát đấu tranh phòng chống tội phạm về công nghệ cao, ông Hóa không am hiểu về công nghệ nhưng vẫn cố hết sức mình. Tạo hóa cho tôi một bộ não quá bé nhưng lại cho tôi một tham vọng quá lớn. Nguyễn Thanh Hóa cho rằng đó cũng là nguyên nhân khiến ông phạm phải những sai lầm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của nhiều người cũng như ngành công an. Tôi thành thật xin lỗi, cuộc đời tôi bây giờ đã mất tất cả. Ông Hóa nghẹn ngào sau những chuyện đã xảy ra. Phản cung, Trần Thiện Tiến, bị cáo bị truy tố tội đánh bạc bất ngờ được dư luận chú ý khi phản cung trong buổi xét hỏi công khai hôm ngày 14 tháng 11. Biên bản đối soát của cơ quan tố tụng thể hiện bị cáo sử dụng hai tài khoản có tên Thông Minh Hơn và Mất Nhiều 0123, nhưng khi trả lời thẩm vấn, Tiến khai chỉ dùng một tài khoản để chơi tài xỉu.
Giải thích về nội dung đối soát có sự mâu thuẫn, Tiến nói, điều tra viên đọc cái gì bị cáo viết theo như thế, biên bản được lập ở quán cà phê, không phải tại cơ quan công an. Bị cáo xác nhận sử dụng nickname mất nhiều 0123 nhằm giúp hoàn thiện hồ sơ vụ án theo yêu cầu của điều tra viên. Tuy nhiên, kiểm sát viên cho rằng để làm được biên bản đối soát phải có đủ thành phần liên quan, trực tiếp cùng điều tra viên tham gia đối soát. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị bác lời khai của Tiến tại tòa vì không có căn cứ. Một ngày sau, Tiến trình bày lại rằng việc ký biên bản đối soát tại quán cà phê là không đúng sự thật. Trên thực tế, tôi làm việc tại cơ quan an ninh điều tra khi đối soát lịch sử đánh bạc của tôi, bị cáo trình bày. Rần tình với hội đồng xét xử, bị cáo nói, trước lúc đến tòa, anh ta bị ốm, phải uống nhiều thuốc nên đầu óc không tỉnh táo, đó là lý do khi trả lời thẩm vấn. Tiến không nhận tài khoản này, mất nhiều 0123 là của mình. Quá trình xét xử, hầu hết bị cáo thừa nhận tội danh như cáo trạng của Viện Kiểm sát quy kết. Một số trường hợp ban đầu không thừa nhận hành vi, nhưng sau khi tranh luận đã đồng tình quan điểm truy tố. Ông Phan Văn Vĩnh lúc đầu chỉ nhận có lỗi vô ý gián tiếp, nhưng sau đó đã nhận khuyết điểm, mong nhận được sự tha thứ của đảng, chính phủ, ngành công an và nhân dân. Còn Nguyễn Thanh Hóa, sau cáo buộc trả quanh co, đổ tội cho người khác, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa cũng thừa nhận, tôi rất áy náy, hối hận, nhưng đã quá muộn, phải chấp nhận. Trong số 92 bị cáo, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương là người bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất từ 11 đến 13 năm tù về hai tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Cũng bị truy tố về hai tội này, Phan Sào Nam bị đề nghị mức án 6 đến 7 năm tù. Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa lần lượt bị đề nghị án từ 7 đến 7,5 năm tù và 7,5 đến 8 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sáng ngày 30 tháng 11, hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với các bị cáo.